chứng kiến Neymar và Mbappé cùng tỏa sáng đưa PSG lần đầu tiên vào bán kết Champions League kể từ năm 1995, chủ tịch đội bóng thành Paris, ông Ancelotti tuyên bố không bao giờ bán hai cầu thủ này. Trả lời phỏng vấn kênh AMC Sport, ông Ancelotti nói, chúng tôi rất hạnh phúc và tin tưởng cả Neymar và Mbappé đều sẽ kết thúc sự nghiệp tại PSG. Chúng tôi không bao giờ bán họ cho bất cứ câu lạc bộ nào khác. Cũng theo ông Ancelotti, Neymar và Mbappé là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Họ đang ở top 3 thế giới, ở trận đấu với Atalanta, theo tôi Neymar là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh ấy đã thi đấu tận lực và cực kỳ tuyệt vời, Neymar và Mbappé cùng hợp tác, họ càng trở nên tuyệt vời hơn. Tôi cam đoan, cả Neymar và Mbappé đều sẽ không bao giờ chia tay PSG, họ sẽ ở lại và kết thúc sự nghiệp của mình tại đây. Thời gian gần đây Neymar được liên hệ trở lại câu lạc bộ cũ Barcelona sau khi chuyển đến PSG năm 2017 với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới 222 triệu euro. Trong khi Mbappé được định giá 135 triệu euro, nhưng nay giá trị phải tăng lên mức trên 200 triệu euro vì đang được câu lạc bộ Real Madrid quan tâm săn đuổi lâu nay. Đã có lúc nhiều tin đồn cho thấy PSG dự tính bán cả hai ngôi sao đắt giá nhất của mình là Neymar và Mbappé. Tuy nhiên, sau thành tích vào bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 1995 và hướng tới ngôi vô địch nếu thành công, chắc chắn ban lãnh đạo PSG sẽ không bán hai cầu thủ này như ông chủ tịch Ancelotti vừa cam kết. Ở trận thắng ngoạn mục Atalanta 2-1 rạng sáng nay, Neymar và Mbappé không ghi bàn nhưng họ đã kiến tạo hai cơ hội cho Marquinhos và Eric-Maxim Choupo-Moting ghi bàn các phút 90 và 90+3 giúp PSG lật ngược thế cờ ngoạn mục chỉ trong 3 phút cuối trận.